Hello, chào mừng anh em đến với channel của mình. Hôm nay mình tiếp tục đặt dương ở map 3.8 nhé. Và hôm nay thì cũng mở khóa thêm một map mới, đó là map vườn ẩn xí. Cái map này là mình đã đi nhặt và mình thấy là có tổng cộng là 36 dương. Và hôm nay mình sẽ nhặt tất cả các dương ở đây. Và đầu tiên là mình sẽ chia làm 3 khu vực. Đó là khu vực từ khởi đầu và khu vực trung tâm này. Sau đấy là mình sẽ nhặt cái khu vực dưới này và sau đấy là nhặt khu vực trên này. Chia thế này cho dễ hơn đấy. Thì đầu tiên là nếu mà anh em làm quét thì có thể là anh em đã làm mấy cái này thì dịch chuyển lên đây luôn. Còn mình thì chưa làm nên là mình dịch chuyển xuống đây và sẽ bắt đầu từ cái điểm dưới cùng, có nghĩa là điểm bắt đầu quét. Thế ok, bây giờ là mình đi nào. Rồi sau khi nhảy xuống đây thì ở trước mặt là có một cơ quan khiêu chiến. Và cơ quan khiêu chiến này là sẽ cần hoàn thành 3 mục tiêu. Đó là phá hủy và bắn trúng. Đây là thứ nhất này. Tiếp theo là thứ hai. Thì mấy cái này khá khá là dễ thôi. Sau khi khiêu chiến hoàn thành là mình nhận được một cái dương cao cấp. Ở đây nha anh em. Và tiếp đến là mình sẽ đi nhặt cái dương thứ hai. Dương thứ hai là mình sẽ cần sử dụng cái kính màu rực rỡ này. Nhặt cái kính màu xanh này xong rồi cho vào đây. Lắp vào và mở khóa được dương. Cái này thì đơn giản thôi. Okay, tiếp đến là cái dương thứ ba. Dương thứ ba sẽ ở bên này nhá. Ở đây là có cái bọn Healy chơi. Thế và được một cái dương thường ở đây. Vậy là xong. Bây giờ là đi đến cái dương tiếp theo. Dương này nó ở gần chỗ điểm dịch chuyển này. Ở trước mặt là chống ngã ba đường này là có một cái thùng gỗ. Thì ở đây thật ra là một giọt nước. Mình cứ gọi là giọt nước này. Chứ mà là cái tên tiếng Anh của nó khá là dài. Nó sẽ chỉ vào cái lùm cây này cũng là một giọt nước. Cái này kiểu giống như là trò trốn tìm ấy nhỉ. Bọn giọt nước nó sẽ tìm. Và cái tiếp theo là cái hòm này. Thì hai con này nó sẽ chỉ vào cái hòm. Và như vậy là xong ba giọt nước thì một cái dương ở trong lều này. Vậy là xong dương thứ tư. Tiếp đến là dương thứ năm. Dương thứ năm là ở trước mặt. Và mình sẽ sử dụng là cái kính sắc màu rực rỡ. Mình nhặt cái kính màu vàng nhá. Nhặt cái kính màu vàng xong rồi cho vào đây. Nhét vào cái máy chiếu này. Xong dương thứ năm. Bây giờ sẽ qua đây qua dương thứ 6 nhé. Dương thứ 6 là nó nằm ở trên này. Đây anh em. Đây, ngay đây ngay chiếc lều luôn. Giờ là đến dương thứ 7. Thì dương thứ 7 nó nằm ở đây. Ở đây là có 5 giọt nước. Thì bây giờ là làm sao để mở khóa cái dương này thì bây giờ các bạn chú ý nhé. Nói chung là các bạn để ý là được. Đầu tiên nó sẽ xuất hiện một cái hộp nhưng mà không có tai. Thứ hai là nó xuất hiện một cái con chim, chim gố. Thứ ba là một cái hộp gỗ nhưng mà có hai cái tai mèo. Thứ tư là người, một cái người gố. Thứ năm là một cái cọc. Và bây giờ mình sẽ sắp xếp thứ tự. Đầu tiên là cái hộp mà không có tai. Thứ hai là cái con chim. Thứ ba là cái hộp có tai. Thứ tư là người. Và cuối cùng là cái que này. Ok. Vậy là xong. Xong dương ở đây. Giờ thì quay xuống đây. Ở đây là có
một phiếu quà. Thì phiếu quà này khá là đơn giản thôi, mình phá hết mấy cái cục này. Một phiếu quà, một cục ở đây. Ok, và nhận được. Giờ là mình sẽ đi mở khóa cái dương ở đây nhá. Nó ở trên này, leo lên cái cây này nhá anh em ơi. Và nó nằm ở đây. Ok, đã xong. Giờ là mình sẽ di chuyển xuống dưới này. Đây. Ở đây là có vài bóng nước. Thì đầu tiên là một cái hộp cú. À, thì vỗ tay. Thì bấm vào cái thằng này vỗ tay một cái. Rồi nó biến thành cái bình, cái thùng thì lại reo hò. Và nó biến thành cái dương. Ok, xong. Cái này giống như là kiểu xem nó múa, nó biểu diễn. Kiểu vậy thôi. À, bây giờ mình sẽ sang cái dương này nhá. Dương này là nó ở tít tít trên. Các bạn chạy lên đây. À, các bạn lên chỗ này. Chỗ này thì có một cái dương hiếm hiếm này. Dương hiếm hiếm. Đây. À, nhưng mà muốn mở khóa cái dương này thì mình cần tìm 3 giọt nước nhỏ. Thì hiện giờ là vừa có một thôi nên là nói chung là cần phải tìm thêm. À, bây giờ mình sẽ quan tâm là cái điểm đu dây ở trên này nhá. Anh em nhảy lên một cái xong rồi đu lên qua bên này. Thì có một giọt nước ở đây. Và bên kia là một giọt nước, là giọt nước nhút nhát. Thì bây giờ mình qua bên đấy để cổ vũ giọt nước này đi qua cái dây. Ok. À, vẫn ổn chứ. Vẫn ổn. Cố lên. Cố lên, cố lên bạn ơi. À, không có gì phải sợ cả. Để tôi làm mấu cho xem đây. Bây giờ thì mình làm mấu là đu sang đây. Và bây giờ nó sẽ sang. Nó sẽ đi sang đây luôn nhá. Và trong khi đợi nó đi sang thì mình qua bên này mình nhặt một cái phiếu quà hân hoan ở bên này. Đây. Có một phiếu quà hân hoan ở bên này luôn nhá. Ok, và một cái dương ở đây. Đã xong. Thế bây giờ mình nhảy xuống dưới này. À, nhảy xuống cái chỗ mà có một ao nước ở đây. Lên trên này thì có một giọt nước ở trên này, thì giọt nước này nó sẽ bảo mình nhảy xuống cái ao, thì bây giờ mình cứ nhảy bóm xuống thôi. Đây, một dương. Ok, và xong. Và bây giờ là qua bên này, qua bên này là có thêm một dương nhá. Và dương này là có một dương cao cấp, thì mình sẽ xem bây giờ là nó ở dưới nhá, nó qua bên trái này. Nó qua bên tay trái này. À phải, nó vào dưới. Thì các bạn thấy là cái giọt nước nào là có cái cỏ bốn lá màu tím tím ấy. Thì các bạn nhớ để ý cái giọt nước đấy là nó đi nó ở vị trí nào và mình chọn đúng cái giọt nước đấy. Bây giờ bắt đầu. Bây giờ là cái bên tay phải này, giọt nước bên tay phải. Nó di chuyển qua. Phải tập trung nhìn đấy anh em ơi. Đây. Và nó vào dứa. Mình thấy là nó vào dứa. Tiếp theo, lần thứ ba. À, cái bên tay trái này. À, nó sang bên tay phải. Nó lại qua bên tay trái rồi. Nó vào dứa. Ok, nó vào dứa nhá. Thì ok, 3 lần là xong anh em. À, như vậy là xong cái khu vực ở dưới này rồi nhá. À, bây giờ mình sẽ qua đánh dấu ở khu vực dưới này và tiếp tục nhặt. Và ở cái khu vực này là có 12 dương rồi. Ok, và sau một lúc thì mình cũng đã đánh dấu xong vị trí dương ở dưới này. Và bây giờ là mình sẽ đi nhặt nhá.
Và đầu Đi tiên sang thì bên kia xem mình có gì sẽ hay chạy nữa. qua đây. Mình sẽ không chui qua hang này mà mình leo lên đây luôn nhá. Leo lên đây để nhặt trên có một phía quả hoan ở trên đấy. Ok, và mình sẽ leo bên mép bên này nhá. Leo mép bên này. Mép bên tay trái. Và ở trước mặt là có một phía quả hân hoan. Đây các bạn. Nhặt xong phía quả hân hoan thì ở đây là có một vua đá. Vua Hilichơ đá. Thì ok, xử luôn cái thằng này. Để cứu một giọt nước bé nhỏ ở đây. Sau khi mà đánh xong thằng này thì mình sẽ giải cứu được giọt nước. Thì giờ là đi theo giọt nước và có một dương siêu cấp ở đây. Ok, và xong. Bây giờ thì đi xuống dưới này. Thì ở dưới này là có mấy cái đèn chiếu. Thì bây giờ là mình sẽ lấy cái đèn chiếu màu vàng nhá. Và sau khi mình nghiên cứu một hồi khá là lâu thì bây giờ mình sẽ lắp thử nhá. Và đầu tiên là mình sẽ lấy cái màu vàng lắp lên trên này. Lấy một cái màu vàng lắp lên trên này nhá. Anh em lấy một màu vàng lắp lên trên này. Và sau đấy lắp tiếp một cái màu vàng ở đây. Sau đấy là sẽ lấy cái màu xanh. Màu xanh ở đây. Để lắp cái bên này. Ok, và như vậy là xong. Mình sẽ lắp hai cái màu vàng là ở bên trên và bên tay trái, tay phải. Còn cái màu xanh là ở bên tay trái. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới này nhá. Và ở đây là có một thằng đi đi chơi. Có một thằng ở trên này thì mình cứ đánh cái thằng này trước. Ok, và sau khi đánh xong cái bọn Illicher này thì nhận được một dương ở đây. Đây nha anh em. Giờ là mình leo lên trên này. Đây, đi đi qua bên này. Thì ở đây là có một cái điểm khiêu chiến. Thì mình khiêu chiến. Và mình sẽ nhặt một cái kính màu rực rỡ. Và các bạn để ý là nó sẽ có 3 ô, một ô màu vàng thì các bạn chạy qua cái ô màu vàng nhé. Chứ màu khác là nó bị tan luôn, nó bị tan chảy luôn. Thì qua đây. Và lắp vào cái đèn chiếu này. Ok, một dương ở đây. Giờ mình sẽ qua bên này để nhặt những cái phía quả hân hoan. Nó ngay ở đây. Ở trên cái lều này thì nhảy qua đây nhặt. Ok, và như vậy là đã được. Và ở đây là có một cái máy chiếu thì mình sẽ chui vào cái trong không gian hình chiếu. Thì cái này cũng khá là đơn giản thôi. Đầu tiên là anh em chạy qua bên này nhặt lấy cái màu vàng và đi xuống dưới này để gắn vào cái màu vàng này. Sau đấy là mình sẽ nhặt cái màu xanh và chạy sang bên tay phải lên trên này. Và bây giờ mình đi gắn vào cái cục màu xanh ở đây. Còn bây giờ là lấy cái cục màu đỏ ở đây và chạy xuống dưới này. Ok, và mình chạy hơi quá đà. Giờ đợi cái này quay lên thôi. Ok, và gắn vào. Thì ở đây là có một dương siêu cấp. Và sau khi nhận xong dương siêu cấp này thì mình cũng giải cứu được một giọt nước. Và giọt nước này nó quay trở lại cái chỗ dương hiếm nãy. Thì nãy mình cũng có nói là cần tìm 3 giọt nước để mở khóa được cái dương hiếm này. Thì bây giờ là mình được 2 giọt nước rồi này. Ok, vậy là xong. Giờ thì anh em chạy sang bên này và đi xuống đây. Nhảy xuống dưới này nhá. Ở đây có một cái bọn Hilichurl. Okay, tiêu diệt xong bọn Hilichurl thì mình sẽ nhận được một cái dương thường. Và xong cái dương ở đây. Giờ là mình đi tiếp.
Chạy vào trong hang này nhá. Ở đây là cũng có một máy chiếu. Thì máy chiếu này thì cũng khá là đơn giản thôi. Đầu tiên là mình sẽ lắp. Mình phải lắp cái màu vàng vào bên này. Và sau đấy là mình lắp cái màu xanh vào cái ở trên. Mình nghĩ là vậy. Lắp cái màu xanh. Ok. Và ok, đã mở khóa được dương. Giờ thì chạy vào trong này nhá. Chạy vào trong đấy. Ở trước mặt là có một giọt nước này. Thì mọi người bấm vào cái giọt nước này để cho nó chỉ. Đầu tiên là cái cột bên này. Nó có chỉ mũi tên nhá anh em ơi, nên là cũng không khó lắm. Cái cột bên kia. Và cái cột thứ ba là cái cột này. Nó chỉ theo cái thứ tự nào thì mình tắt theo cái thứ tự đấy, thứ tự đấy nhá. Nếu mà anh em mà bắn sai, tắt đuốc, tắt cái bia nguyên tố sai thì nó sẽ phải bắt làm lại từ đầu. Ok, và xong dương này. Giờ thì chạy vào trong này thôi. Ở trong này là có hai ba con nấm. Thì đánh cái bọn nấm này thôi. Và được thêm một dương ở đây. Ở đây nhá anh em ơi. Giờ thì mình leo lên cái ngọn núi này. À, có một con hổ. À, các bạn nhớ là đánh luôn cái bọn hổ này nhá. Đánh luôn cái bọn hổ này. Nếu mà thấy nó đang vào cái trạng thái gọi là tấn công đi, thì đánh luôn nhá. Ok, nhặt được một cái phía quả hân hoan ở đây. Bây giờ là mình sẽ qua bên này đánh nốt hai con hổ này. À, hình như là nó không có thù địch với mình. Ok. À, vẫn còn. Nói chung là qua đánh đi. À, bởi vì sao cần đánh cái bọn hổ này thì bởi vì mình sẽ mở khóa cái dương này, và cái dương này là nó sẽ bắt mình đi tìm ba giọt nước này, nhưng mà nếu mà trong trạng thái chiến đấu thì mình không tìm được, mình không tương tác được, nên là ok. Mình phải giết hết ba cái con hổ kia. Thì giọt nước này thì cũng không khó lắm đâu. Thì anh em có thể để ý ở dưới là có một cái người gố này. Bên kia là có một cái que này. Và lên trên này. Trên này thì có một cái hộp gỗ này. Đây. Và đã xong ba cái dương này. Ok, xong ba dương này rồi nhá các bạn ơi. Vậy là mình cũng đã xong cái khu vực bên dưới này. Bây giờ là mình sẽ chuyển sang bên trên này. Thì các bạn cứ dịch chuyển lên đây. Và bây giờ là mình sẽ đánh dấu một tí nhá. Ok, và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đến với vị trí dương tiếp theo ở trên này. Và bây giờ là mình sẽ chạy sang bên này. Chạy sang lên trên kia. Mình sẽ lấy cái màu vàng này trước. Xong rồi mình đẩy cái đèn này đi. Và mình lắp vào đây. Lắp vào cái này. Ok. Và bây giờ là mình sẽ lấy cái màu xanh lắp vào cái đèn này. Ok. Và đã xong. Và đây là cái dương đầu tiên. À, nó nằm ở đây nhá. Bây giờ là mình sẽ chạy sang bên này. Ở đây là có một cái điểm khiêu chiến. Thì điểm khiêu chiến này là mình sẽ nhặt cái kính màu xanh này, và chú ý là chạy đừng để chạm vào mấy cái chỗ đèn màu vàng. Không là cái kính nó tan chảy, và lắp vào cái máy chiếu này. Ghê vào một cái dương ở đây. Vậy là xong vị trí dương thứ hai. Bây giờ mình sẽ leo lên trên này nhá. Leo lên đây. Ở đây là có ba cái thùng gỗ này. Thì mình sẽ chạm vào. Thì thật ra là ba con nước, ba giọt nước. Thì đợi một chút.
và nó sẽ có một cái dương thường xuất hiện ở đây nhá. Và xong cái vị trí thứ ba. À, bây giờ thì mình sẽ leo lên đây luôn. Nói chung là mình leo lên luôn đi. Chỗ này thì khá là thấp nên là mình nghĩ là anh em giữ thể lực thì leo thoải mái. Và mình sẽ chạy sang bên này trước nhá. À, leo lên trên này trước. Lên trên này nhá. Ở đây là có một cái dương thường. Và dương này thì mình không cần phải làm gì cả. À, qua là nhặt thôi. Một dương thường ở đây nhá. À, giờ thì mình sẽ chạy xuống đây. Và ở bên kia là có một bọn hili chơi. Ok, tiêu diệt xong bọn này thì mình sẽ nhận được cái dương siêu cấp ở đây. Và như vậy là xong cái dương ở đây nhá. Bây giờ thì chạy sang bên này. À, đầu tiên thì các bạn có thể nhặt cái phiếu quà Noah trước. Nó nằm ở ngay cái lều này. Và tiếp đến là mình sẽ giải đố cái ảo cảnh, cái ảo cảnh hình chiếu ở đây. Và đây cũng là cái giọt nước cuối cùng để mở khóa cái dương hiếm. Thì đầu tiên là các bạn nhặt lấy cái màu vàng này và cho lên đây. À, lưu ý là cho vào đây luôn nhé. Giờ là đợi đợi để leo lên trên. Đây mình sẽ leo lên trên này để lấy cái màu tím. À, cái màu xanh. Còn cái màu tím nó ở dưới này. Cái màu xanh thì các bạn chạy qua bên cái vòng màu xanh này nhá. Đây, cho vào đây. Còn cái cuối cùng cái màu tím là mình sẽ đợi cái cánh tay này hạ xuống. Xong nhảy lên cánh tay này. Sau đấy là mình sẽ đợi cái thang này đi xuống. Và mình đứng trên cái thang này. Để cho nó đi qua cái vòng màu tím. Và ok, vậy là xong. Và được thêm một cái dương siêu cấp. Và mình cũng đã giải cứu thêm được một giọt nước. Và như vậy là cái dương hiếm nó đã mở khóa rồi nhé. Thì mình sẽ qua nhặt cái dương hiếm này. Ok, và như vậy là đã xong. À, giờ mình sẽ chạy sang bên này. Bên này là có một dương. Dương này cũng là dương mấy cái hình chiếu. Thì đầu tiên là mình sẽ nhặt cái màu vàng này. Nhặt cái màu vàng này sang đây nhá. Sang cái hình chiếu ở góc dưới này. Sau đấy là anh em sẽ nhặt cái màu xanh. Cái màu xanh là mình sẽ leo lên trên này nhá. Leo lên trên này và cho cái hìa ở trên. Ừ. Không phải. À, mình quên mất mình chưa di chuyển. À, đây, đẩy cái này sang. Đây đây. Mình cho lắp cái màu xanh vào cái này cơ. Lắp cái màu xanh vào cái vừa đẩy sang. Đây. Và cuối cùng. Cái cuối cùng cái này. Cái này là mình sẽ lắp một cái màu vàng nhé. Màu vàng ở đây. Đây. Mình nhầm rồi. Lắp cái màu vàng ở bên này. Đây. Lắp cái màu vàng ở bên này. Mình nhầm. Đây đây. À, có nghĩa là cái này là không không cần không liên quan nhé. Cái này thì bỏ qua. Mình chủ yếu lắp ba cái kia. Ờ, giờ thì đi sang bên này nhá. À, đi sang bên này.
và nhảy xuống dưới này. Dưới này thì có một cái bọn Healy chơi. Rồi ok, sau khi đánh bại cái bọn Healy chơi này thì mình cũng nhận được một cái dương cao cấp ở đây. Bây giờ thì chạy xuống dưới này nhá. Dưới này thì các bạn thấy một giọt nước nó nằm ở đây. Nó nằm ở ngay trước cửa và hang này. Thì mình đi theo giọt nước này. Đây thì mình đi vào trong này nhá. Chạy qua đây. Đi vào trong này. Và đi đến đây là có một dương khai quật nó nằm ở đây. Nó nằm ở đây nhá. Giờ mình sẽ đi vào trong này thôi. Đi vào trong này thì đầu tiên là mình sẽ qua bên này đi. Qua bên này. Ở trước mặt là có ba con cá sấu này. Và ba con cá sấu này nó sẽ quay mặt vào cái dương thưởng nó nằm ở đây. Đây các bạn này. Giờ là ra bên này. Chạy sang bên này nhé. Thì ở đây là có ba con nấm. Thì mình sẽ tiêu diệt ba con nấm này. Và được một cái dương cao cấp ở đây. Nó nằm ở đây nhá. Giờ thì sẽ chạy sang bên này. Sang bên này là mình cũng gọi là cái chơi trò chơi trốn tìm thôi. Và đấy là có thêm một phiếu quà hân hoan. Thì mình sẽ chơi cái trò chơi trốn tìm này ở đây. Thì đầu tiên sẽ có một cái thùng thùng gỗ nó nằm ở đây. Cái thùng gỗ tròn. Và mình nhặt luôn phiếu quà hân hoan. Thứ hai là mình sẽ có một cái thùng gỗ nó nằm ở đây. Cái thùng gỗ màu xanh xanh đấy. Đây. Nó đang quay quay này. Và sau khi mà cái thùng gỗ này nó đã bị phát hiện xong rồi, nó còn chỉ mũi tên lên trên để mình biết là có một thằng nó đang trốn ở trên này và nó trốn ở trên nóc lên. Vậy là xong. Và nhận thêm một cái dương cao cấp ở đây. Và còn cái dương cuối cùng nó nằm ở đây. Thì các bạn leo lên trên này. Ở đây là có một cơ quan khiêu chiến nhá. Đây là một cơ quan khiêu chiến. Và khiêu chiến đến đây thì mình sẽ nhận được một cái dương cao cấp. Ok, và như vậy là đã xong. Bây giờ thì mình quay trở lại cái khu vực cái dương hiếm kia. Thì các bạn có thể là chạy chạy ra đây luôn. Còn nếu mà các bạn muốn dịch chuyển đến cái điểm dịch chuyển xong rồi chạy lên cũng được. Nhưng mà mình nghĩ là chạy từ đây sang thì cũng nhanh. Bởi vì chưa gì là mình đã ra đến đây rồi. À, mình bay một tí là cũng đến cái khu vực trung tâm. Và đây là thành quả của chúng ta, cái dương hiếm, dương cuối cùng của cái map ngày hôm nay. Thì hôm nay mình cũng đã nhặt xong cái map này. Thì nếu các bạn nào đã nhặt xong chưa nhỉ? Còn nếu mà chưa xong thì có thể xem clip của mình nhé. Còn bây giờ thì mình cũng xin kết thúc clip ở đây. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.